Trọng Hoàng rất kỹ thuật. Nếu như bóng đã đi vào lưới trong tình huống vừa rồi thì đó sẽ là một trong những pha xử lý đẳng cấp của Trọng Hoàng. Trọng Hoàng đánh đầu, tỷ số được cân bằng 2-2. Một lần nữa chúng ta đã thấy được thao của Trọng Hoàng tốt như thế nào. Pha lấy bóng của các thủ tiếp theo, Trọng Hoàng rất nguy hiểm, đó tình huống phải rất cảnh giác. Trọng Hoàng và A Hoàng nguy hiểm, vẫn là cơ hội của tiếp theo. Trong là Trọng Hoàng chống trải, tiếp tục cứ làm bóng xa. Rất đơn giản, đó chính là những gì cơ bản nhất, sự dễ dàng nhất, và Trọng Hoàng đã thực hiện nó thành công. Một pha phản công kinh điển của Viettel, rất đơn giản nhưng vô cùng chính xác. Chơi bóng có ý đồ rất đẹp, không vào. Trọng Hoàng đã lên tiếng. Đây là sự vui vẻ hỗ trợ của Trọng Hoàng đã phần nào khiến cho Pedro Paulo không thể có được một điểm.
truyền của Trọng Hoàng. Dứt điểm 1-0 cho Viettel. Và dứt điểm bằng chân trái rất gọn gàng. Vào. Trọng Hoàng dứt điểm không chính xác, dứt điểm ở cự ly khoảng ngoài 20m. Trọng Hoàng nhanh hơn, đường truyền của Trọng Hoàng ra Carlos chuyển đến trả bóng
Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.